nhìn, ngươi có biết cớ chi đang nhẹ bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, vân vân và vân vân, đúng không? À, thì những cái đó Đức Phật có nói. Thì trong cái kinh đó có nói tới 10 công ơn mẹ. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, châu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trong phần. Nhưng ở đây thì muốn chú ngoặt một chút. Thật ra cái bản dịch của Hòa Thượng Huệ Đăng mà kinh Vu Lan mà hạ tụng hàng năm á, mùa Vu Lan á, tới 10 công ơn mẹ thì Hòa Thượng nó có cái 10 bài tụng về cái 10 công ơn mẹ trong cái bản Hán văn, bản chữ Hán. Có 10 cái bài tụng mà Hòa Thượng không có dịch cái phần đó, Hòa Thượng chỉ dịch lướt qua thôi cái phần chánh á. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, châu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trong phần đó mà. Thì vân vân cho đến 10 điều. Nhưng mà trong có 10 bài tụng nó rất là hay, và thầy đã dịch nó ra bằng thơ, gọi là thể Thất Ngôn Bát Cú. Dịch đặt tên là kinh 10 công ơn mẹ. Ví dụ nhân duyên nhiều kiếp, ân thứ nhất nha, nhân duyên nhiều kiếp đến thọ thai, mẹ dưỡng nuôi con mảnh hình hài, từng tháng dần thành nên ngũ tạng, mỗi tuần lần đủ cả mắt tai. Thân thể nặng nề như đá núi, đứng đi cẩn trọng sợ lo hoài, áo xiêm trang điểm không màng nữa, tiều tụy như vậy hỏi bị ai. Ân thứ nhất của ân mẹ. Hai, ân thứ 10, nên nói là cha mẹ ân tình tợ biển khơi, thương con giây phút chẳng tạm rời, ngồi đứng không yên tâm thắt thởm, gần xa thương nhớ dạ đầy vơi, cho dù đến lúc mẹ 100 tuổi cũng vẫn còn lo con 80. Tình mẹ bao la không bờ bến, thương con đến hơi thở cuối đời. Đó là những cái tâm kinh mà báo hiếu mà không có dịch á, mà thầy mới dịch lại, bổ dịch, dịch thêm, và thầy đặt tên là kinh 10 công ơn mẹ. Thì trong cái quyển mà thầy có ấn tống quyển kinh Phúc Hòa và kinh Bát Đại Nhân Giác, và thầy có phụ chú á, phụ lục á, những cái bài thơ, bài kinh thầy dịch phụ theo. Nếu mà có dịp đọc thì mình sẽ thưởng thức được 10 bài rất là tuyệt vời ở trong cái kinh bản chữ Hán. Thì đó là nói cái điện tích bên đường đảnh lễ, gò xương trắng, đúng không ạ? Cảnh giếng cho ôm một cụ già, cái câu điện tích mà bên đường đảnh lễ gò xương trắng. Đối Phật tử dễ hiểu hay khó hiểu? Dễ hiểu, tại vì mỗi năm mình đều tụng cái kinh báo hiếu, phải không ạ? Nhưng mà cái điển tích kế hơi khó một chút, là gì? Cảnh giếng cho ôm một cụ già. Đây là kể lại một cái điển tích, một cái câu chuyện. Một hôm Đức Phật và Ngài A Nan đi khất thực trưa, trời nắng chắc cũng cỡ như Houston, Texas giờ đó mà, chàng chàng Đức Phật khát nước, bảo A Nan ông đi lấy cho Như Lai miếng nước uống. A Nan thị giả mà đi, thấy tới cái chỗ đó thấy có cái bà cụ nô lệ thủ Đà La đó, bà nô lệ bà già rồi, ăn mặc nó dơ bẩn ha, mà già mà không được nghỉ ngơi nữa, còn phải đi xách nước gánh nước về cho ông chủ. Thì A Nan tới mới xin bà miếng nước. Thì bà hỏi vậy chứ ngài xin nước cho ai? A Nan nói tôi xin nước cho thầy tôi. Thầy ông là ai? Nó thầy tôi là Đức Phật. Đức Thế Tôn, nó Đức Thế Tôn là ai, ở đâu? Thì Đức Thế Tôn đang đứng kia kìa, ngài đang đi tới đó, thì tôi tới đây tới trước đi xin nước để mà cúng dường cho ngài, ngài đang khát. Cái lúc đó Đức Phật cũng vừa đi tới đó, bà mới thấy Đức Phật đi tới, tự nhiên cái lòng bồi hồi xúc động, nó thương, nó nhớ, nó tha thiết trong lòng, phải không? Và giống như mà mẹ mà gặp lại con bao nhiêu năm trường mà không có gặp, mà giờ giống như bây giờ đứa con mà các vị xa bặn nó đi lạc các vị ha, mà cả 10 mấy 20 năm giờ về, tự nhiên một hôm nó tìm về nhà, nó kêu mẹ mình nhận ra con mình, mừng không? Mừng quá, xúc động quá. Bà này cũng vậy, gặp Đức Phật như gặp đứa con lạc lõng của mình xa không có gặp bao nhiêu năm, lòng thương tự nhiên nó trào ra từ tiềm thức nha, phải ý thức, tiềm thức nó dâng lên, nó trào lên. Trong kinh diễn tả lại nó là trên ngực của bà đó, sữa mẹ nó tiết ra ướt cả áo rồi đó. Không phải gì thôi, bắt đầu nhào lại ôm Đức Phật giống như mẹ ôm con. Thì A Nan mới cản lại, thấy bà này giống như vẻ bất kính quá không, mà không, tự nhiên gặp Đức Phật đang nghiêm vậy, không, bà già ăn mặc dơ bẩn nô lệ
nô lệ đối với Ấn Độ là giai cấp là đã xa lắm mà, đúng không ạ? Mình không có được đụng tới cái người giai cấp cao hơn, bởi vì như vậy là làm ô uế giai cấp trên á. Đức Phật là giai cấp gì ở ngoài đời? Sát đế lợi, vua chúa mà. Còn bà này giai cấp gì? Nô lệ thủ Đà La. Ở tới tận cùng á, làm sao mà đụng được? Thứ nhất. Thứ hai, đứng về mặt tôn giáo, đúng không ạ? Đức Phật là bậc lãnh đạo tôn giáo, đứng như mình là đệ tử Phật, là Phật là thầy của trời người, đúng không ạ? Đó, để bà già dơ bẩn nhào lại muốn ôm không, muốn làm gì làm. Cho nên A Nan đứng cản ba lại, không ạ? Đứng chặn trước Đức Phật, bảo vệ Đức Phật, cản không cho bà ôm. Thì Đức Phật nói này A Nan, hãy để cho bà tự nhiên sánh ra đi, để cho bà làm gì bà làm. Bởi vì nếu mà ông không cho bà thỏa mãn được cái sự xúc động, cái lòng thương của bà đó, bà có thể uất ức á, bà vỡ tim rồi bà chết ngay tại chỗ. Bị biết không? Tức cái vỡ tim nè. Nó bà lại ôm Đức Phật, trời ôm rồi bà vuốt, vuốt từ đầu vuốt. Con của mình mà vuốt cho đầu của Đức Phật của mình lại gần chết thôi mà đói bà như con rồi đó. Bà vuốt, trời bà vuốt rồi xích xoa rồi. Vuốt mặt, vuốt mày, vuốt lỗ tai, vuốt mũi. Vuốt xuống rồi bà xích xoa, bà sung sướng quá. À, bà vuốt 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 về bà vuốt một hồi cái xúc động nó lắng xuống đó không ạ, nó trào nó giang lăn lắng xuống. Chứ lúc mà bà đang cái dân ca xúc động đó, mà không cho bà thỏa mãn á, bà có thể tức vỡ tim bà chết tử phạt mà. Cho nên cho bà vuốt một hồi cái nó lắng lắng tình em lắng 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 đợi cho bà lắng thôi, xong bà phải hỏi tên tuổi ở đâu bà, thì bà mới nói là bà là nô lệ của ông trưởng giả ở địa phương á, tên gì đó. Thì Đức Phật mới bảo A Nan tới mời cái ông trưởng giả tới. Rồi A Nan đi mời ông trưởng giả đó tới. Cái ông trưởng giả này hãy giải thoát cho bả đi, free cho bả đi. Đó mà tại bả là nô lệ của ổng. Nô lệ nghĩa là tài sản của ổng. Giờ xin ổng á bố thí cái tài sản này đi, tức là cho bả tự do đi. À, ông này vì kính Đức Phật và ổng đã chấp nhận cho bả tự do, trả lại cái thân phận tự do. Đức Phật đã nhận cái bà đó đi xuất gia và tăng đoàn và giao cho bà Maha Ba Xà Ba Đề. Các vị biết bà Maha Ba Xà Ba Đề là ai không? Đúng rồi, vì mà lúc đó đã đi xuất gia rồi, gọi là đại ái đạo tỳ kheo á, tỳ kheo ni á, làm coi như lãnh đạo cái ni đoàn, đúng không ạ? Ni đoàn giao cho bà xuất gia và chẳng bao lâu tu và bà chứng quả a la hán. Thì khi cái chuyện này nó được lan truyền ra mọi người biết á, ai cũng rất là thắc mắc và đã hỏi Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái bà già nô lệ gặp Đức Phật lại có cái hành động kỳ lạ như vậy, đúng không ạ? Thứ nhất, tại sao mà bà khi được Đức Phật giúp cho mà giải thoát cái thân phận nô lệ để đi tu, bà lại mau chứng quả như vậy? Đó là hai cái câu hỏi, đúng không ạ? Thì Đức Phật mới trả lời, cái bà này á, thật sự á, bà có tu trong đời trước rồi, bà có duyên gặp Đức Như Lai rồi, bà từng năm trong đời làm mẹ của Đức Như Lai trong quá khứ khi Đức Phật còn hành Bồ Tát đạo. Năm trong đời làm mẹ nhá, nên cái tình mẹ con nó sâu lắm. Mình mới mẹ con một đời là mình thấy là quá sâu rồi, phải không? Mà bà làm tới 500 đời thì các vị biết cái ân ái nó nặng đến chừng nào. Nhưng mà bà này chữ ái nặng quá, thương con, thương mà quá, không có muốn cho con mình đi xuất gia, không muốn cho con mình cực khổ tu hành. Nhiều người phải không, nhiều người có con á, đâu muốn cho nó đi tu đâu, đúng không ạ? À, thấy nó tu hành, nó làm tốt, mình không muốn, muốn cho nó hưởng thụ thôi. Bà này cũng có tâm đó, không nó đang cản trở Đức Phật trong đời quá khứ á, ngày còn hành Bồ Tát đạo. Bởi vì cản trở không cho con đi tu, cản trở không cho con làm Bồ Tát đạo, riết cái tổn với phước, đúng mà ân ấy nó nặng quá, nó tổn với phước, nên sau này bà không được cái phước làm mẹ của Đức Phật đời cuối nữa. Mà thế đó, ai được cái phước đó? À, bà Ma Gia đó mà. Cho nên bây giờ bà gặp lại Đức Phật là đúng là gặp lại con cũ rồi, con xưa rồi, cho nên bà mới có cái thái độ lại. Và bởi bà từng đã có công đức á, đã từng làm mẹ mà Đức Phật trong quá khứ, nên cái phước đức nó lưu lại, cho nên bây giờ bà tu á, nhờ cái phước đó mà bà có duyên đó mà bà mau chứng quả. Đó là điển tích là gì? Bên đường đảnh lễ gò xương trắng, cảnh giếng cho ôm một cụ già. Đó là cảnh giếng cho ôm một cụ già là gì, không à? Đem nguồn chánh pháp đà đền ơn nghĩa làm gương hậu thế cõi ta bà. Giờ nhìn lại coi, nhìn cuộc đời Đức Phật, Đức Phật đền ơn đáp nghĩa cha mẹ ngoài thế gian. Mình nói đền ơn báo hiếu cho cha mẹ là gì?
Cha mẹ muốn ăn ngon mình cho cha mẹ ăn ngon quá mà. Cha mẹ đi chơi mình cho cha mẹ đi chơi quá mà. Cha mẹ muốn mặc thì mình mua đồ hàng hiệu cho cha mẹ mặc đó mà. Mình nghĩa là báo hiếu rồi. À, vật chất vậy thôi, nhiều lắm là vậy. Nhưng mà Đức Phật nói dù cho vai trái cõng cha đó mà, vai phải cõng cõng mẹ, đi quanh giáp hòn núi Tu Di cả trăm năm á, phụng thờ cha mẹ tiểu tiện gì ở trên thân của mình á, có đền được ơn cha mẹ không? Không đền được ơn cha mẹ. Các vị có đọc kinh có nói chuyện này không? Nghe hoài đúng không ạ? À, huống chi là mình mới cái vật chất thế gian làm sao mà đền ơn cha mẹ. Hơn nữa chưa chắc là cha mẹ đã hạnh phúc khi mình cho cha mẹ ăn, cho che mặt mặt là đủ. Ở bên Mỹ này thì nó có nursing home. Mấy ông bà già đó mình nuôi á, không nhiều khi mình lựa cái nursing home cho nó đắt tiền chút, đưa cha mẹ vô đó ở là mình gửi ăn uống đầy đủ, tiền bạc đầy đủ, không là mình nghĩ là mình báo hiếu rồi. Chứ không phải những người đó, mình đâu có hiểu nỗi khổ niềm đau của người già đúng không ạ? Không phải khổ, không phải vì thiếu ăn, khổ không phải vì thiếu mặc, mà khổ vì cô đơn, khổ vì sợ hãi, khổ vì bệnh tật, khổ vì sợ chết, không biết chết gì đi về đâu. Nên nó người báo hiếu phải đem Phật pháp cho cha mẹ mình biết đạo mà sống an lạc hạnh phúc. Còn mình để cha mẹ mình vô nursing home á, là giống như bắt ông bà bỏ vô tù vậy đó mà. Sống rất là cô độc, rất là người già ở bên xứ Mỹ này nữa. Có người mà qua Mỹ không bao lâu con nó bảo lãnh qua Mỹ, hai vợ chồng già bảo lãnh qua Mỹ không bao lâu đi về đòi về Việt Nam nằng nặc à. Con nó cũng bực mình không mà, bảo lãnh qua cũng tốn tiền bây giờ về, nhưng mà ông bắt khổ quá. Không phải khổ vì thiếu ăn, bên Mỹ không có thiếu ăn. Tại sao? Tủ lạnh ở nhà trước khi nó đi làm nó để juice cũng có không mà, Ensure nó cũng để lên không mà, đồ ăn gì cũng nhét đầy đủ. Ông muốn bán gì cứ mở tủ lạnh ra là nó nghĩ vậy là được rồi đó. Nhưng nó không hiểu. Ông bà mới vô chùa từ giã thầy về, nói thưa thầy con là handicap. Tôi nhìn ông tôi thấy khỏe mạnh mà, già là có già thiệt mà đâu có tàn tật đâu, đi bình thường mà. Nó dạ thưa thầy à, con Việt Nam thì đúng là con khỏe mạnh đó, nhưng mà qua đây không mà con thành handicap à, con ra đường á nó nói gì con đâu nghe đâu, thịt con thành ra điếc rồi, con nói gì nó không hiểu, con thành ra câm rồi. Đúng không ạ? Đi lạc á, con hỏi ba ở đâu, gọi có cell phone mà gọi điện về nói ba lạc rồi con ơi, nó ba lạc đâu để con ra con đón về, nó tao không biết tao ở đâu. Ông đọc cái bản không biết sao đọc cho nó nữa à, nó không biết sao đi đón ông nữa, nó, con đọc không được là giống như con gì mù đó mà, mù đó đọc được. Muốn đi đâu á, ở Mỹ này phải có xe hơi đó mà, già rồi sao mà thi lái xe đi cho được, biết tiếng Anh tiếng Âu gì đâu mà thi. Cho nên muốn đi đâu phải lệ thuộc vào con cái nó chở mới đi được, cho nên thành ra gì què. Các khi công ở Việt Nam mạnh sừng sững nghe nè, qua đây biến thành què, qua đây biến thành mù, qua đây biến thành điếc, qua đây biến thành câm, không phải handicap là gì, thôi đi về. Nó nỗi khổ niềm đau của những người lớn tuổi như vậy không mà. Nên mình hiểu đạo rồi mình nghĩ đừng nghĩ là mình vật chất cho cha mẹ là đủ. Cha mẹ thích đi chùa hãy tạo điều kiện cho mẹ đi chùa, đó là cơ hội đền ơn đáp nghĩa. Mình không có đem Phật pháp được cho cha mẹ mình thì quý thầy mình tạo điều kiện cho cha mẹ gần gũi Phật pháp, không nghe quý thầy giảng, cái thầy tu. Chứ đừng có mà tới cuối tuần là cha mẹ đòi đi chùa mà nói mình không có bận. Mà vợ mình nó kêu một cái thôi nửa đêm cũng xách bồ, mình kêu một cái nửa đêm cũng dậy xách xe hơi chạy. Cho nên phải thấy được cái điều này. Cho nên chỉ có Phật pháp mới giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau. Người biết tu giúp cho cha mẹ hiểu được đạo, không mà bỏ ác làm lành để không những đời này được vui mà đời sau cũng được vui nữa, không mà được tái sanh vào cõi lành. Và cha mẹ biết được đạo rồi, hiểu được đạo rồi thì tâm nó an lạc, không còn cô đơn nữa. Bây giờ các vị người không biết đạo thì đi ca, nghe ca nhạc, ca sĩ ca mới vui. Các vị lớn tuổi này mấy cô biết đạo rồi á, các vị ngồi tụng kinh niệm Phật có vui không? Cũng vui như thường không mà, giống như thầy nói hồi sáng là có cái cô kia đó là cổ cứ coi phim Tàu, phim Hàn Quốc quá mà, khi biết đạo rồi về nghe pháp ta cũng có niềm vui, nó không có còn cô đơn nữa. Rồi không biết đạo thì mình sợ hãi, sợ cái chết,
Biết đạo rồi mà không còn sợ cái chết nữa. Và biết chết rằng mình đi về đâu, đúng không mà. Còn người già không biết đạo, chết không biết mình đi về đâu hết. Nhất triêu ngọa tịch tại sàng, chúng khổ ánh triền bất bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị trí hà vãng. Một mai lâm bệnh nằm tại giường á, các khổ nó thi nhau nó bất ngặt, sớm chiều lo nghĩ tâm ý bàng hoàng, đường trước mịt mờ không biết về đâu. Là cảnh của mấy bà già bệnh không chờ chết sợ hãi đó. Nhưng mà nếu biết cha mẹ có tu thì dù có thân bệnh mà tâm không có bệnh, đúng không mà, vẫn vui vẻ. Nên thường nó nói già sanh tật, đó là nói cho mấy người già không biết tu thôi. Tại vì già thì tự nhiên nó người nó nhức nó mỏi nên khóc, chịu ăn. Nhưng mà nếu người cha mẹ già mà biết tu rồi thì càng già càng dễ thương. Nên phải biết báo hiếu đem Phật Pháp. Cho nên chỉ có Phật Pháp mới là đền ơn đáp nghĩa cha mẹ hay nhất thôi. Nên người đi xuất gia cũng vậy, là như Đức Phật không mà, đem nguồn cho Pháp đền ơn nghĩa. Lên cung trời đau lợi cũng thuyết Pháp cho mẹ quá mà, về cung Ca Tỳ La Vệ cũng thuyết Pháp cho cha, bên đường cũng giúp cho bà mẹ tiền thân của mình được đi xuất gia, đúng không mà. Và Ngài đi hoằng Pháp suốt cả cuộc đời, đi giảng Pháp 45 năm dọc bên bờ sông Hằng để báo hiếu cho ai? Báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của Ngài. Cho nên bây giờ mấy thầy đi xuất gia theo gương Đức Phật, đúng mà. Mấy thầy xuất gia là theo gương của Đức Phật. Đức Phật cũng bỏ cha mẹ một đời để mà báo hiếu cho cha mẹ muôn đời. Đức Phật bỏ một cái gia đình nhỏ để mà nhận cái gia đình lớn. Thì quý thầy bây giờ đi tu cũng vậy, bỏ mình dường như mình từ giả cha mẹ của mình đó, nhưng mà thật sự mình nhận tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình. Dường như mình bỏ một cái gia đình nhỏ đó, nhưng thật sự mình nhận một cái gia đình lớn. Cho nên có câu là gì? Xuất gia không nhà mà đâu đâu cũng là nhà. Bởi vì cái người tu á mà đàng hoàng thì không bao giờ nhận cha nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi. Mấy người nhận như vậy là cái ý đồ ha, nó đại bất hiếu. Tại sao mình bỏ cha bỏ mẹ của mình đi tu, mình nhận tất cả chúng sanh á, là cha mẹ của mình, đem Phật Pháp đền ơn áp nghĩa, thì đó mới là đúng người con Phật chân đó. Còn bây giờ mình bỏ cha bỏ mẹ mình đi tu, mình thấy cái bà giàu á, mình gọi là cha hay là mẹ, thấy ông nhà giàu gọi là cha nuôi, thấy lấy cái bà giàu là mẹ nuôi, đó là mình vì tiền vì đạo đó. Như vậy mình bất hiếu cha mẹ ruột của mình là đó mà mình xuất gia là ai cũng là cha mẹ của mình hết, đúng không mà. Ai cũng là cha mẹ, cho nên thầy nói chẳng thà mà ăn cơm của mọi nhà chứ đừng ăn cơm của một nhà. Người tu là ăn cơm của mọi nhà, đúng không? Các vị vô đây cúng dường cho chùa thầy ăn, đúng không ạ? Các vị nào vô thầy bình đẳng ăn, đó là cơm chùa mà. Ăn cơm là cơm mọi nhà, đừng người thân thầy hết á. Nhưng mà không ăn cơm một nhà, đó mình thế tục hóa cái đời sống xuất gia của mình. Và có lý tưởng như vậy, đó là gương của Đức Phật. Nên mình noi cái gương của Đức Phật, mở rộng cái lòng ra, cái hiếu đó mình phải hiếu, nghĩ đến ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn của tất cả chúng sanh, ơn của Đức Phật. Con người mình biết bao nhiêu cái ơn nghĩa, nó rộng hơn cái đó, gọi là tứ ân á. Thầy có bài làm một cái bài tụng tứ ân: kính lại mười phương Phật, xin chính tấm lòng thành, con nguyện tu hạnh hiếu, đền ơn Phật chúng sanh. Công sanh thành dưỡng dục, như núi cả biển khơi, con có mặt trên đời, ơn cha mẹ trước hết. 10 tháng mẹ cưu mang, lâm bồn như lâm nạn, đau khổ chẳng thở than, tình mẹ hiền lãi láng. Công cha luôn tần tảo, tìm kiếm kế sinh nhai, chịu bao nỗi đắng cay, lo vợ con thơ dại. Công cha như núi cả, nghĩa mẹ tở trời cao, con khó thể đáp đền, chỉ hết lòng hiếu thảo. Nguyện sống đời hiền thiện, không thẹn với tổ tiên, cả nhà cùng tu học, niềm hạnh phúc vô biên. Có thân nhờ cha mẹ, nên thân nhờ sư trưởng, dạy lễ nghĩa cho ta, mới nên người cao thượng. Kiến thức ở thế gian